mình biết là cũng mười mấy anh em là bán hơn phân nửa rồi đó. Tại vì gáp này nó lên chiết khấu với lại khách ít nè, thì giá xăng nó cũng lên nữa nên chạy đâu có ăn đâu. Nên anh em ta quyết định ta người bán, ta nghĩ ta làm chuyện khác. Thì mỗi tháng mình đóng ngân hàng mình gồng sao nổi. Chi phí xe này nọ nữa, một tháng góp ra nữa cũng tháng cũng có chục triệu sao nổi. Một số anh em thì chắc chịu không nổi bán xe hết rồi, mình cũng đang kêu lái bán, không có chạy được gì hết trơn này. Người mượn tiền bên vợ bên mình thì mượn tùm lum hết trơn, dòng không nổi thì chắc cũng bán rồi, nghỉ chứ sao giờ. Bản thân em á là nhà em có con nhỏ nữa, rồi cũng tha phương cầu Phật anh, rồi cũng ở thuê ở mướn. Bản thân em là em ngừng hoạt động từ ngày 18 tây tháng 5, mà đến nay hơn 4 tháng trời em phải gồng gánh mỗi tháng 13 triệu, trong khi đó là tiền ăn tiền uống mình chi phí rồi các kiểu, rồi nhà cửa con cái rồi, nói chung rất là khổ sở anh. Em nằm trong cái khó nên là chắc có thể là em bung anh, thực sự là không chịu nổi á. Tại vì cái tình hình này khi mà xã phong tỏa, em cho là xã phong tỏa toàn quốc đi nữa thì cũng phải tầm 2 tháng sau cái nghề dịch vụ mới sống lại được, thì mình sẽ không biết là nó sẽ kéo dài bao lâu được. Vừa rồi là chia sẻ của tài xế xe ô tô công nghệ của hãng Grab tại thành phố Hồ Chí Minh với chúng tôi về tình hình khó khăn mà họ đang phải đối mặt sau khi thành phố lớn nhất phía Nam liên tục giãn cách trong suốt 4 tháng qua để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 tái bùng phát lần thứ tư. Nhiều tài xế cho hay họ ở trong tình cảnh mua trả góp xe ô tô để gia nhập hãng xe công nghệ, nhưng khi dịch bùng phát, họ không có thu nhập nên vừa lo cho đời sống vật chất hàng ngày, vừa lo trả nợ cho ngân hàng vì ngân hàng không có chính sách giãn nợ. Em nghĩ đi, một chiếc xe đâu rẻ đâu, nếu hàng nào mua chiếc container 1 tỷ 1 tỷ 2 như thằng làm dịch vụ hay là Grab nó chạy là mua chiếc container luôn. Mà em nghĩ giá đi vậy đó, nói thẳng với em luôn á, là gấp thì theo 5 năm hay 7 năm, nếu mà 5 năm tôi trả một tháng là 17 18 triệu. Năm đầu tiên đóng tiền lãi có 0.85 mà, nhưng mà lần sau nghĩ là một chấm mấy. Cái nhóm của anh chạy mà dịch vụ rồi bên hóc môn bây giờ đang bị nợ xấu, nó 2 tháng mấy rồi đóng, bây giờ công khu cách ly nữa, nhà nó giăng dây nữa sao ta chạy, bị giãn cách nữa giờ nhiễm bệnh nữa, sao chạy. Câu lạc bộ Grab bất cứ ai cũng vậy, bây giờ người ta than trời cái cũng đang le lử, nói chung người ta bây giờ là buông hết. Sài Gòn là 100% là xe ô tô và được, bây giờ chạy cái thẳng lên gia đình, thẳng em á 110 người, chứ gia đình có được 2 người đi, 1 2 người là cao. Ô tô là phải số tiền nhỏ nào mua, bạn như chị Grab không mà không có nghe ngân hàng nói rồi giãn nợ rồi ấy rồi. Ngân hàng á thì nó là của nhà nước, mà nhà nước nó im ru sao ngân hàng nó dám ho. Một cái ngân hàng tư nhân thì lãi suất nó sẽ cao hơn một ngân hàng nhà nước, tùy theo có người nào mà quen biết bên ngân hàng giãn nợ cho họ không, mà ổng đóng 1 tháng thì nó sẽ cảnh báo trong 3 tháng thì thu hồi xe. Nhiều ngân hàng lấy lý do tài xế vay xe tiêu dùng nên khó giảm lãi cho người vay vì sử dụng không đúng mục đích. Sở dĩ do nhiều tài xế chấp nhận vay tiêu dùng khi vay mua xe được nói do nợ có rủi ro cao vì thu nhập tài xế không ổn định, nên nhiều ngân hàng chỉ đồng ý cho vay dưới dạng vay tiêu dùng, tức người vay có thêm nguồn trả nợ khác từ lương. Vì vậy, ngân hàng từ chối giảm lãi hay cơ cấu cho người vay vì hợp đồng vay tiêu dùng nhưng lại sử dụng không đúng mục đích. Bên cạnh đó, nhiều tài xế cho hay phía ngân hàng không tự áp dụng hỗ trợ giãn nợ hay cơ cấu nợ, mà tài xế phải tự liên lạc tìm hiểu. Hồi đầu là ngân hàng không có một thông báo gì hết anh. Bắt đầu anh em mới tự nói chuyện với nhau rồi mới anh em mới nói là mình phải chủ động liên hệ. Chứ bên phía ngân hàng họ không chủ động là họ thông báo cho mình. Bên phía em thì em có vay bên VIP thì em có liên hệ với các anh chị nhân viên bên đó thì người ta có hỗ trợ giãn nợ anh. Nhưng mà giãn nợ theo tính cách là dồn. Người tài xế này nói rõ hơn về cách tính mà ngân hàng áp dụng. Tháng 9 tới này là em không đóng nè, tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12 là họ sẽ hỗ trợ cho em 4 tháng này. Rồi bắt đầu tháng 1 là em phải đóng trở lại, nhưng mà thay vì mình đóng 1 thì mình đóng thành 1.5 á. Họ giãn ra nhưng mà họ cộng dồn, chứ họ không dời luôn cho mình. Thay vì cái cuối hợp đồng của mình là giả sử là tháng 3 năm 2025 đi, thì thay vì họ dời qua thành tháng 10, tháng 9 năm 2025 thì nó sẽ đơn giản hơn. Mặc dù họ dời cho mình thời điểm này nhưng mà vừa hết cái này họ lại dồn cho mình một cái khó khác, rất là khó xử. Cùng hoàn cảnh tương tự, một tài xế khác cũng cho rằng việc giãn nợ mà các ngân hàng đang thực hiện với hợp đồng mua trả góp của cánh tài xế Grab hoàn toàn không đem lại tác dụng. Rồi ai cũng bị tình trạng đó chứ anh ơi. Ngân hàng nó kêu mình là mình không đóng lãi, không đóng tiền gốc trong vòng 4 tháng hoặc 6 tháng. Rồi sau đó nó chia ra 8 tháng hoặc là 12 tháng rồi mình đóng tiền lãi, tiền gốc luôn. Rồi đóng tiền cũ nữa, nó dồn được hai cái mình đóng đổ nổi. Ví dụ mình đóng 5 triệu đi, rồi qua tới tháng đó mình đóng 10 triệu sao mình đóng nổi. 5 triệu là tiền gốc rồi tiền lời nữa, chứ đâu phải mình ấy đâu. Nó bắt mình đóng 2 lần như sao đóng nổi. Ông Nguyễn Hoàng Minh,
Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh nói với truyền thông chính thống rằng vừa qua Ngân hàng Nhà nước đã ban hành thông tư số 14. Theo đó, các ngân hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với số dư nợ gốc và hoặc lãi của khoản nợ phát sinh trước ngày 1 tháng 8 năm 2021 từ hoạt động cho vay, cho thuê tài chính. Người vay nếu thuộc diện theo quy định của thông tư này có thể làm đơn đề nghị gửi đến ngân hàng cho vay. Nếu bị từ chối, người vay có thể gửi đơn đến Ngân hàng Nhà nước. Tuy vậy, trong thực tế, mọi việc vẫn phụ thuộc vào quyết định của các ngân hàng, do thông tư 14 được nói chủ yếu quy định về khoảng thời gian các ngân hàng được cơ cấu nợ và không giới hạn cụ thể đối tượng, mục đích vay. Không chỉ từ phía ngân hàng mà ngay cả chủ lao động là Grab cũng được nói là không hỗ trợ gì cho chính những người hợp tác với công ty, như chia sẻ của một tài xế. Phải bên Grab nó có chương trình hỗ trợ gì hay là sao cho tài xế, ngân hàng nó giảm, anh em ta còn gắn bó nổi. Kiểu này anh em đâu có chịu nổi đâu. Tài chính cũng hơi cứng cứng đó mà còn chịu không nổi thì là anh em ta ấy. Bên Grab thì liên hệ không có được anh ơi, cũng không có giải quyết được gì. Mình mua là ăn ăn đấm ăn xôi là mình chịu chứ nó không có liên can, chứ là không có trách nhiệm gì. Mua chiếc Vios đời 2019. 2019 chạy được 3-4 tháng là bị dịch tới giờ luôn, ảnh hưởng. Chưa được bao nhiêu chứ dịch dập tới. Dịch nhá dập dữ hoài, chạy đâu có được đâu. Khách người ta cũng đâu có đi nhiều. Đại diện Grab khi trả lời câu hỏi của báo Tuổi Trẻ vào giữa tháng 9 về vấn đề tài xế phải treo xe do không được ngân hàng giảm lãi và cơ cấu nợ đã cho hay, xin trích. Ngay khi dịch COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, từ tháng 4 năm 2020, Grab đã đề xuất một số ngân hàng xem xét giãn nợ, giảm lãi suất cho đối tác GrabCar. Rất mong thành phố sớm khống chế được dịch, mở lại các hoạt động kinh tế, trong đó có các dịch vụ như GrabCar, GrabBuy, theo lộ trình đảm bảo an toàn, hết trích. Một tài xế cho hay, nghề chạy xe chở khách công nghệ hoàn toàn không phải dễ dàng vì Grab có những chính sách không công bằng như các tài xế. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng làm để kiếm thêm thu nhập, nhưng dường như đã đến lúc họ cần phải xem xét lại về nghề nghiệp này, vì so với những gì bỏ ra, thành quả thu lại không đủ bù đắp cho họ, đặc biệt trong thời gian dịch giả như hiện nay. Em chạy Grab được có chắc khoảng 8 tháng thôi, nhưng mà có khi là em ăn trên xe, rồi hộp cơm phải ăn 2-3 lần. Hoặc là mới vừa ngưng nó kêu tô hủ tiếu thì bỏ tô hủ tiếu. Tại vì anh biết sao không? Khi mà mình khách người ta vừa đặt, nếu mà mình không nhận cuốc để mình chạy á, thì khi mà khách nó đặt lại mình khó nhận được cuốc lắm. Nên thành ra là em nói anh chỉ có tài xế chỉ có chưa đi toilet trên xe thôi, chứ em nói anh là nó cũng rất là khổ anh.